Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học lịch sử và địa lý lớp 5 trên trang web học trực tuyến alm.vn. Hôm nay, chúng mình chuyển sang chủ đề 3. Trong chủ đề này, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu về quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam từ thời kỳ Bắc thuộc đến thời kỳ đất nước đổi mới. Trong bài đầu tiên của chủ đề 3, chúng mình sẽ tìm hiểu về quá trình đấu tranh giành độc lập thời kỳ Bắc thuộc. Trước khi vào nội dung bài học, cô có một câu đố dành cho chúng mình. Những câu thơ sau đây nhắc đến nhân vật lịch sử nào? Đố ai nêu lá quốc kỳ, mê linh đất cũ còn ghi muôn đời, yếm, khăn, đội đá vá trời, giặc tô mất vía rụng rời thoát thân. Các con thân mến! Những câu thơ này nhắc đến Hai Bà Trưng. Chắc hẳn các con cũng đã biết đến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng qua các bài tập đọc kể chuyện rồi đúng không nào? Hai Bà Trưng chính là một trong những nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc. Ngoài cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, trong thời kỳ này còn rất nhiều cuộc đấu tranh tiêu biểu khác nữa. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn trong phần 1. Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc. Trước tiên, con hãy đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi. Thời kỳ Bắc thuộc bắt đầu từ khi nào và diễn ra trong bao nhiêu năm? Các con cùng cô kiểm tra câu trả lời nhé! Thời kỳ Bắc thuộc bắt đầu từ năm 179 trước Công Nguyên khi Triệu Đà mang quân sang đánh chiếm Âu Lạc và sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt. Thời kỳ này diễn ra trong khoảng hơn 1.000 năm. Trong thời kỳ này, các triều đại phong kiến phương Bắc đã nối tiếp nhau đô hộ nước ta. Trong hơn 1.000 năm đô hộ, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì đối với đất nước ta? Con hãy xem đoạn video sau để trả lời câu hỏi này nhé! Trong hơn 1.000 năm đô hộ, các triều đại phong kiến phương Bắc đã áp dụng nhiều chính sách thâm độc, tàn bạo trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Chúng đã sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc, chia nước ta thành các đơn vị hành chính như châu, quận, huyện. Chúng bắt nhân dân ta phải cống nạp nhiều sản vật quý như ngà voi, tê giác, đồi mồi, ngọc trai. Ngoài ra, chúng bắt dân ta phải học theo phong tục của người Hán, học chữ Hán. Trong hơn 1.000 năm đô hộ, các triều đại phong kiến phương Bắc đã áp dụng nhiều chính sách thâm độc, tàn bạo trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa. Chúng đã sáp nhập nước ta và lãnh thổ Trung Quốc, chia thành các đơn vị hành chính như châu, quận, huyện. Chúng bắt nhân dân ta phải cống nạp sản vật quý, phải theo phong tục của người Hán, phải học chữ Hán. Dưới ách thống trị tàn bạo đó, nhân dân ta liên tục đứng lên đấu tranh giành độc lập. Dưới đây là một số cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc. Dựa vào hiểu biết của mình, các con hãy sắp xếp lại các cuộc khởi nghĩa này theo tiến trình thời gian nhé! Chúng mình cùng cô kiểm tra kết quả. Theo dòng thời gian này, các con có thể thấy mở đầu là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào năm 40 đến năm 43. Tiếp nối là hàng loạt các cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu năm 248, Lý Bí và Triệu Quang Phục từ năm 542 đến năm 602, Mai Thúc Loan từ năm 713 đến năm 722, Phùng Hưng từ năm 766 đến năm 779, Úc Thừa Dụ năm 905 và cuối cùng chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938. Đã kết thúc thời kỳ Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc. Cô chúc mừng các con đã hoàn thành bài học ngày hôm nay. Qua video này, các con đã kể được tên một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc theo trục thời gian. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi bài giảng. Hãy truy cập trang web học trực tuyến alm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo.